xin chào quý vị các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn quý vị các bạn đến thăm một vườn quất cây đào cánh dâm rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy dàn quả của nó thì không chê vào đâu được. À, vườn này anh chủ vườn anh ý đòi xô là 160.000 một cây. Rất nhiều cây thể loại này. À, và có thể là năm nay cái hàng quất cây nhỏ vừa như này thì sẽ là rất là dễ bán trên thị trường, bởi vì nó không quá đắt và rất vừa túi tiền với đại bộ phận người chơi. Vườn này có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên các bạn nhé. Nó rơi vào khoảng 600-700 cây đấy các bạn ạ. Các bạn có thể là mua xô từng luống hoặc là mua theo vườn. Mình cũng sẽ để số điện thoại của anh chủ vườn để quý vị các bạn có nhu cầu mua thì liên lạc với số điện thoại đấy. Nào, mình dẫn quý vị các bạn đi vào vòng tham quan vườn này các bạn nhé.